Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta. Tin tức ngày 6 tháng 6 năm 2022 có nội dung chính sau đây. Thì anh em có thể đang biết trong thời điểm hiện tại xe Honda đang rất là tân giá, nhất là những mẫu xe ga hiện tại. Và nhất là chiếc Honda Vision. Thì hôm nay chiếc Yamaha, hãng xe Yamaha đã ra một chiếc xe máy mới, đó là hãng Yamaha Fazio 125 Hindrance, cạnh tranh trực tiếp với chiếc Honda Vision của hãng Honda. Và không để các anh em phải đợi lâu, chúng ta vào nội dung và coi thử review chiếc xe Yamaha Fazio 125 Hindrance này có đặc điểm gì mà phải cạnh tranh với chiếc Honda Vision đang nổi đình nổi đám của Việt Nam của chúng ta. Và mới đây trên Yamaha Indonesia vừa trình làng mẫu xe tay ga giá rẻ Fazio 125 Hindrance với mức giá là 21,7 triệu đồng tới 22 triệu tiền Indonesia, và sẽ cạnh tranh trực tiếp với Honda Vision và Scoopy. Trong những ngày đầu năm 2022 thì Yamaha đã tung ra thị trường Indonesia mẫu xe tay ga hoàn toàn mới là Fazio 125 Hindrance. Chiếc xe Scooptech 125cc mới có thiết kế cổ điển và độc đáo với nhiều màu sắc thời trang. Đây được gọi là sự khởi đầu cho dòng sản phẩm Classy Yamaha mới của hãng xe Nhật Bản này. Trước đây, những chiếc xe tay ga mang phong cách hoài cổ của thương hiệu vùng Awata được nhận biết rằng chữ F đứng đầu trên tên gọi. Ví dụ như là Yamaha Pino xuất hiện tại Indonesia cách đây một thập kỷ, sau đó là Yamaha Pagino ở Ấn Độ và Yamaha Grand Pilano ở Thái Lan. Và mới đây thì Yamaha Pizio 125 Hindrance là mẫu xe tiếp tục được bổ sung vào phân khúc xe tay ga cổ điển của Yamaha trên thế giới. Đáng chú ý, tất cả các sản phẩm này đều trang bị khí động cơ RIC. Với thiết kế Fazio 125 Hindrance mang đậm chất của mẫu xe retro, điển hình là cụm đèn LED bo tròn hình oval tích hợp trên tay lái tương tự như chiếc xe Vespa. Trong khi bộ yếm trước lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu xe điện Yamaha EC05 tại Đài Loan, còn thân xe được tạo hình vuông vắn giống hai mẫu xe Yamaha Webic và Yamaha Limi 125. Tuy nhiên thì chiếc Pizio 125 Hindrance 2022 vẫn có những nét độc đáo riêng đến từ các tình tiết hình bầu dục như là cặp đèn xi nhan trước và sau, cà vạt trên yếm trước, đèn pha, bảng đồng hồ và các tấm ốp trang trí hai bên hông tạo nên chiếc xe Fazio năm 2022. Ngoài Yamaha còn trang bị cho Fazio 125 nhiều tiện ích nổi bật, bao gồm chìa khóa thông minh, cổng sạc USB hoặc là đồ để phía trước người tay lái. Xe có dung tích cốp chứa đồ lên đến là 17,8 lít, hai móc treo đồ, phụ kiện móc treo hai bên thân xe và diện tích sàn để chân lớn để chúng ta dễ gác chân và có thể để thêm đồ. Đặc biệt thì màn hình LCD đơn giản trên Fazio 125 Hindrance có thể kết nối với điện thông minh qua Bluetooth và truy cập vào ứng dụng Yamaha Z-Connect để theo dõi các thông tin của chiếc xe, tương tự như chiếc Yamaha NVX155 đang bán tại Việt Nam. Và hệ thống treo của Fazio sử dụng phục ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau. Hệ thống phanh với kẹp phanh đĩa trước và phanh tăng trống sau, cùng với đó là cặp phanh đúc 12 inch đi kèm lốp không sâm. Lượng của chiếc xe này đây đó là 95 kg, tôi nghĩ rất là nhẹ đó anh em. Và chiều cao yên là 750m, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, cũng rất là thấp. Mẫu xe này rất phù hợp cho anh em chị phụ nữ đi ở Sài Gòn anh em, những nơi đông đúc á. Đó. Cung cấp sức mạnh cho chiếc Yamaha Fazio 125 Hindrance động cơ Bluco 125cc kết hợp motor điện, giúp cải thiện khả năng tăng tốc tốt hơn và mượt mà hơn. Không những vậy thì động cơ Hindrance còn tiết kiệm mức tiêu thụ nhiên liệu. Sức mạnh cho ra công suất là 8,3 mã lực tại 6.500 vòng PM và mô men xoắn cực đại tại 10,6 Nm tại 4.500 vòng trên PM. Và đó là cái thông tin ngày 6 tháng 6 năm 2022. Và anh em hãy cho ý kiến của anh em ở trong cái video của tôi.
anh em thấy cảm giác của chiếc xe này nó giống chiếc xe nào. Với tôi thì nó giống như cái chiếc mà của Yamaha hồi xưa, nó là chiếc gì ta, chiếc Clip với lại chiếc Click gì đó mà ông anh tôi coi đi chiếc. Nó cái form xe nó rất là giống và nó rất nhỏ gọn nữa. Chiếc này mà tôi nói mấy anh em đi quanh quanh khu dự án á, rất là tiện lợi. Đó. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ và một comment, và đừng quên ấn đăng ký vào chuông nhé. Tạm biệt.